nên học tướng của pháp không quên mất cũng nên học tướng của tánh luôn luôn xả trăng nên học tướng của trí nhất thiết cũng nên học tướng của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng trăng nên học tướng của quả dự lưu cũng nên học tướng của quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác trăng nên học tướng của tất cả hạnh đại bồ tát cũng nên học tướng của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật trăng nên học tướng của sự biết khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo cũng nên học tướng của việc quán duyên khởi theo chiều thuận nghịch chăng nên học tướng của tất cả bậc thánh cũng nên học tướng của tất cả thánh pháp chăng nên học tướng của cảnh giới hữu vi cũng nên học tướng của cảnh giới vô vi chăng bạch thế tôn nếu đại bồ tát chẳng học các pháp tướng như thế thì cũng chẳng nên học các hành tướng các đại bồ tát đối với các pháp tướng và các hành tướng đã chẳng có thể học thì làm sao có thể vượt tất cả các bậc thanh văn và độc giác nếu chẳng có thể vượt tất cả các bậc thanh văn và độc giác thì làm sao có thể nhập tránh tánh ly xanh của bồ tát nếu chẳng nhập tránh tánh ly sanh của Bồ Tát, thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Nếu chẳng có thể đắc trí nhất thiết trí, thì làm sao có thể chuyển bánh xe tránh pháp? Nếu chẳng có thể chuyển bánh xe tránh pháp, thì làm sao có thể dùng pháp thanh văn thừa, hoặc pháp độc giác thừa, hoặc pháp vô thượng thừa, mà an lập hữu tình, khiến giải thoát vô biên các khổ sanh tử? phật dạy này thiện hiện nếu tất cả pháp thật có tướng thì các đại bồ tát nên học vì tất cả pháp thật chẳng phải có tướng không sắc không thấy không đối nhất tướng đó là vô tướng vì vậy đại bồ tát chẳng học pháp hữu tướng cũng lại chẳng học pháp vô tướng vì sao này thiện hiện vì như lai xuất thế hoặc chẳng xuất thế thì pháp giới vẫn thường trụ các pháp nhất tướng đó là vô tướng vô tướng như thế đã chẳng phải hữu tướng cũng chẳng phải vô tướng bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn nếu tất cả pháp đều chẳng phải hữu tướng cũng chẳng phải vô tướng nên chẳng phải nhất tướng cũng chẳng phải dị tướng thế thì làm sao đại bồ tát có thể tu hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng có thể tu bát nhã ba la mật đa thì làm sao có thể vượt tất cả bậc thanh văn và độc giác nếu chẳng có thể vượt tất cả bậc thanh văn và độc giác thì làm sao có thể nhập tránh tánh ly xanh của bồ tát nếu chẳng có thể nhập tránh tánh ly xanh của bồ tát thì làm sao có thể vượt vô xanh pháp nhẫn của bồ tát nếu chẳng vượt vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát thì làm sao có thể phát thần thông của Bồ Tát? Nếu chẳng có thể phát thần thông của Bồ Tát thì làm sao có thể thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật? Nếu chẳng có thể thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Nếu chẳng có thể đắc trí nhất thiết trí thì làm sao có thể chuyển bánh xe chánh pháp? nếu chẳng có thể chuyển bánh xe tránh pháp thì đáng lẽ chẳng có thể an lập hữu tình khiến đắc quả dự lưu quả nhất lai bất hoàn a la hán cũng đáng lẽ chẳng có thể an lập hữu tình khiến đắc quả vị độc giác